ปาริครับปาริครับพี่ยอมไม่ได้เลยว่าจะมีความสุขปาติบีNước mưa được 3-4 ngày rồi, nước vẫn là lớn, bây giờ nước dâng rất là cao nha mọi người. Bạn cũng xem, hôm qua thì nước ít, hôm nay là nước rất là nhiều nha. Nước 1 mét lúa rồi, nước người ta đang rổ, lúa đang rổ, lúa người ta đang rổ. Bây giờ là nước ngập hết rồi, ngập hết bên này rồi, còn nước không nè. Anh em cứ quay xin mời cho cameraman, quay ở trong làng bắt sâu mà sâu bên liên kia. Nước ngập hết rồi, ngập ở dưới nhà rồi nha. Bạn cũng xem nha.Đấy, nước ngập rất là nhiều nha. Đường đi hơi là khó đi, toàn là nước không nha. Giờ là quay cái kia, tắt đi quay cái này. Ngọc hết rồi kìa, nhà người ta ngọc hết rồi. Đấy, ngọc hết rồi. Nha. Đây mọi người, nước hết nè, nhiều, đúng người ta ngọc hết rồi nè, lúa là ngọc hết rồi, ngọc hết lúa luôn. Đây, rát người ta xả bừa bãi.
cá con này con gì không mọi người biết không? Con này con cua, con cua nó càng nó rất là to nhỉ. Bây giờ mình chế mấy ha, đây là đây vậy không? Lưới bà mang nha. Đây là bạn ngạt nha. Nếu các bạn xem video này hay, cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh Sông Pa TV. Các bạn nhớ xem và ủng hộ kênh của Sông Pa TV. Các bạn xem và đăng ký kênh Sông Pa TV. Đấy, quay xuống. Được quay.